Các bạn, hôm nay các bạn đã đến kênh của tớ. Tớ là Nguyễn Cảnh Ngọc Anh. Và hôm nay tớ sẽ giới thiệu về những bức ảnh tớ đã vẽ. Đây là bức ảnh đầu tiên, bức ảnh về ốc, bé ốc mới của tớ. Tô màu không được đều luôn nhỉ. Tóc là xanh nhạt và đầu đỉnh là xanh đậm. Nhị sư huynh, tớ sẽ lấy tên của bạn tớ, đó là Trần Việt Tuấn. Nếu bạn nào có nhờ TikTok và quen biết với bạn Trần Việt Tuấn thì có thể vô like cho tớ được không? Tớ và cậu ấy là bạn thân từ mẫu giáo đến giờ. Ở đây, đây là cũng là bé ác của tớ, nhưng tớ đã thay đổi quần áo. Quần áo lúc nãy không tô màu đen, bởi vì màu lúc đó kiểu Tuấn mượn nên tớ không thể tô được. Đây, ở đây. Những biểu cảm của cái đầu tiên là lạnh lùng, cái thứ hai là cười nè, dễ thương quá. Cái này cũng là bé óc, nhưng mà đây là ảnh lúc đầu tớ chế ra. Đây là cái đầu, cái tóc này tớ tô màu bi, bút bi, bằng bút bi, vẽ chỉ sơ sơ qua thôi. Và đây là tớ ảnh tớ cover copy trên mạng. Ảnh này tớ vẽ cũng được khoảng mấy tháng rồi. Ảnh nghĩ là ảnh vẽ mà tớ tô màu hoàn chỉnh nhất. Tớ lười tô màu lắm. Tớ là dân vẽ nhưng mà chỉ cover được copy thôi. Copy là tớ vẽ đẹp chứ còn tớ chia ra thì không được. Đây là ảnh của bạn Trần Việt Tuấn nha. Ảnh này tớ nhân lúc Hà Tuấn và anh Hùng đi du lịch nên tớ đã tranh thủ lấy ảnh của cậu ấy ra khoe comment bạn này. Đây là ảnh với một cây súng. Đây nha, tóc này, kiểu tóc này là tóc thực sự của Tuấn luôn. Tuấn bữa đó đi cắt tóc về, anh Hùng không nhận ra luôn. Không hề nhận ra đây là ai. Và đây là ảnh của Tuấn nữa nha. Đây là cũng là Tuấn vẽ. Ảnh Tuấn vẽ cũng được. Đây cũng là kiểu tóc. Tóc của Tuấn cũng nhuộm như Rio này. Và đây là ảnh Tuấn vẽ từ hôm trước. Đây là Hùng. Đây là Tuấn. Tiếp theo là ảnh của tớ. Ảnh này tớ vẽ hai cái chuông. Chuông này là sao nhỉ? Tự chế thôi. Cái chuông này cũng phải tự chế. Ngồi cái vẽ hình tròn này cũng mệt. Tấm này là tấm của tớ. Tấm này Tuấn đã đăng lên TikTok rồi. Tớ đã nhờ Tuấn đăng. Tấm này là có tên là Thế giới ở trong thế giới. Nghĩa là một thế giới nhỏ bé được chứa đựng trong một thế giới khác. Đây là hai cái suối nè, hai suối hai bên và suối chính giữa nữa. Tự nhiên tớ lại chế thêm cái này với cái này. Tô màu cũng được đẹp lắm nhỉ. Đây là ban đêm và ban sáng. Có bầy chim đang bay. Nhìn hay quá. Và tiếp theo là tranh của tớ. Cũng là tranh của tớ nhưng mà Tuấn cũng đã đăng lên TikTok. Nếu bạn nào thấy ảnh này thì trên TikTok thì nhớ like cho tớ nha. À, tớ chưa nói nhỉ. Tớ là em gái của Hùng nha. Anh Hùng. Tớ và Tuấn nhớ từ khi mẫu giáo đến giờ. Và tiếp theo cũng là tranh của tớ. Câu vợ. Đây là trong được trò chơi gì nhỉ? Tớ quên tên rồi.
Cụ này tên là, tôi không biết nói sao nữa. Tranh này tôi cover khoảng tôi vẽ ở trong khoảng 1 tiếng. 1 tiếng là tôi vẽ xong hoàn chỉnh luôn. Tớ là dân cover, chỉ cover đẹp thôi, chứ bây giờ mà tớ chế vẽ ra là không đẹp lắm đâu. Đây cũng là cũ luôn, tự nhiên tôi vẽ đây là, đấy là cái ảnh này là bạn đi vẽ một người nhưng mà tôi không vẽ được, thế là tôi vẽ ghi là nhị sư huynh luôn, NSH là nhị sư huynh nhé. Đó là biệt danh của tớ. Ở nhà tớ thường gọi Tuấn với Hùng, thì anh Hùng gọi là baby, còn Tuấn gọi là bé bo. Nghe tên đáng yêu. Còn ở nhà tớ gọi mọi người gọi là bé Moon nha, bé Moon. Này, đây là Atsushi trong phim gì nhỉ? Phim tôi quên tên rồi. Atsushi, con trai nha. Có nhiều bạn xem phim này cứ hỏi là đây là con gái hay trai, nhưng mà thực chất là cậu ấy là con gái. Và đây, Dazai dài luôn, cùng trong phim chung với Atsushi. Cậu thấy tớ cover như thế nào? Tớ chỉ cover giỏi thôi, chứ tớ chế ảnh ra là không đẹp cho lắm. Ảnh này là tớ vẽ lâu rồi. Tuấn cũng đã đăng lên tóc. Đây là một cô gái cầm bông hoa, xoay người lại. Nhìn cũng đẹp. Tóc này là tớ tự tô chế màu ra. Tất cả tớ đều chế màu ra cả. Tiếp theo là Hào, lâu đài di động của Hào nhé. Tớ không thể vẽ được Hào trong bộ phim nó được, anime trong nó khó vẽ quá, thế là tớ phải chế ra như thế, tớ phải cover ở trên mạng thôi. Ảnh này nhìn đôi mắt cũng không khó nhìn quá nhỉ. Tớ tô màu cũng đều rồi. Tiếp theo là một cô gái cũng tóc Galaxy. Cô gái này đáng lẽ có một bờ môi, nhưng mà tớ vẽ bờ môi xấu quá là phải lấy một chiếc tim che lên. Đây là hình xăm, sau cũng có hình xăm nè. À, hoa rất đẹp. Ảnh này tớ vẽ lâu rồi, ảnh lúc đó là đẹp nhất đấy. Và tiếp theo nữa là ảnh của tớ luôn, ảnh của tớ, và cũng có một tấm Tuấn vẽ, Tuấn cover cũng đẹp. Đây, tấm này là tấm của tớ. Tấm này tớ vẽ khoảng trong nửa tiếng, và đồ thêm bút lai nữa, bút lai đen. Nè, nhị sư huynh. Còn đây là tên thật của tớ. Tớ có hai tên. Tên người ta hay gọi tớ là Nguyễn Cảnh Ngọc Anh với một tên nữa. Các bạn thử đoán xem. Họ tớ là Nguyễn Thị nha. Còn chữ đằng sau thì tớ không thể bật mí được. Đây là ảnh của Tuấn. Đây là Aladdin. Aladdin trong phim gì nhỉ? Phim gì ta? Các bạn nào nhớ thì nhớ nhắc bình luận nhắc tới đây. Tôi quên tên rồi. Aladdin. Tranh này Tuấn ấy, Tuấn cover tự nhiên ống tô sang bên tay bên này. Không được không được. Nhưng mà nếu mà tô hết thì cũng không được đẹp. Tô viền viền thôi. Và tiếp theo là tranh tớ vậy nha. Cái này là của tớ. Vẽ về kem trong vì ta Tokyo Ghoul kem nha, tóc trắng tớ lười tớ quá. Còn đây là cũng là kem, nhưng mà là của Tuấn vẽ, không phải của tớ vẽ. Tuấn lười tô lắm, Tuấn cũng không tô hết.
Có bạn nào xem về phim Gia sư Hoàng gia chưa nào? Đây, là tớ vẽ không? Tớ cover, tự nhiên đoạn này nó thông 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 bút nè, thông bút lai. Không phải bút lai ấy, mà bút lai marker, bút lại bút lông ấy. Đây, tớ cũng lười tô lắm, tớ không muốn tô cho cái mặt thôi, bỏ qua luôn. Ừ. Ông thầy này lùn lắm nha, nhưng mà rất lo đi. Dễ thương. Kawaii. À, tấm này này. Có hai tấm đều. Lúc đó là tớ với Tuấn đi uống trà sữa. Tuấn thì thích uống trà sữa, còn tớ thì không thích, bởi vì tớ đang béo. Ai chị béo thì được có nêm đá nha. Tớ vẽ xấu cũng đừng nêm đá nha. Tấm này là của tớ. Của Tuấn chắc tên. Của Tuấn. Vẽ cây bút. Tuấn tô đang mà cái bức này một cây bút mới mua mà về gần hết luôn. Thế là ông cho tớ. Mà tớ làm gì tớ cạo bút rồi. Đây, tấm này là của tớ vậy. Tớ cũng tô hết gần một cây bút luôn. Cái Tuấn vẽ bức này thì mất khoảng 1 tiếng rưỡi, còn tớ vẽ chỉ mất được nửa tiếng thôi nha. Với thêm 15 phút hoặc 30 phút tôi màu lên, tôi đen lên nữa. Để tớ lười tô màu. À đây, ảnh đi là của tớ. Ảnh đi là vẽ về cung sư tử, bởi vì tớ là sinh mùng 8 nên tớ vẽ cung sư leo. Đây là một cô gái, tớ thích kiểu tóc này lắm nhá. Kiểu tóc này là ngắn với cột xung quanh, ngắn với cột mòn tóc dài sau nữa, rất đẹp. Tớ rất thích kiểu tóc này. Mắt là tớ tự ấy lên, tớ tự chế màu. Có một con sư tử xong. Nhìn hiền hi. Rất hiền luôn. Và bức tranh cuối cùng rất nhỏ nhưng mà tớ sẽ dừng lại đằng này. Bức tranh cuối cùng đó là về một bé hồ ly đang cầm cái lọ và hai cái lọ xung quanh này. Bé hồ ly này tớ tô màu xanh và mắt cũng là màu xanh. Bởi vì ảnh thơ của ảnh được ở trên mạng cũng là màu đi. Cái dấu ấn này tớ vẽ không được đẹp, đừng chê nhé. Tô màu cũng không được đều lắm. Và rồi, video của tớ đến đây là kết thúc. Mong mọi người ủng hộ và tim và like và subscribe cho tớ nhé. Nếu có gì hãy lên TikTok của Tuấn Trần, tên tên nick là tên TikTok là nhị n sợ hờ gạch ngang Trần Việt Tuấn 25, còn số ID là 982005 gạch ngang 123456 nha. Và video đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn.